Thanh Hải xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho đêm nay và ngày mai 11 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh Lâm Đồng của chúng ta vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng rì phía tây nam của lưỡi áp cao là lục địa, tiếp tục suy yếu và biến tính, kết hợp với rì phía bắc của rãnh thấp xích đạo. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh chủ yếu vẫn là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Mưa rào và dông xuất hiện về chiều, gió đông đến đông bắc cấp 2. Cụ thể, thời tiết tại các khu vực như sau. Khu vực phía bắc của tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Ở khu vực này, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng, nhiệt độ dao động từ 13 đến 25 độ. Chiều tối có thể sẽ có mưa rào và dông một vài nơi, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Tiếp đến là khu vực phía đông của tỉnh bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Ở khu vực này vào ngày mai, thời tiết khá là thuận lợi, chủ yếu là mây thay đổi, về đêm không có mưa, ngày mai trời nắng, cao nhất là 29 độ và thấp nhất là 16 độ, độ ẩm trung bình từ 72 đến 77%. Còn tại khu vực phía nam của tỉnh, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Tại đây, về đêm không mưa, ngày mai trời nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác sẽ xuất hiện trở lại. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 16 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 77 đến 82%. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam của tỉnh, bao gồm các huyện Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Ở khu vực này, mây thay đổi, về đêm không mưa, ngày mai trời nắng, cao nhất là 33 độ. Về đêm và sáng sớm, nhiệt độ dễ chịu hơn, với mức nhiệt thấp nhất là 20 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Thưa quý vị và bà con, hiện nay lúa Đông Xuân chủ yếu đang ở giai đoạn đẻ nhánh, đồng trổ chín. Thời tiết có mưa trái mùa, nắng nóng và có sương mù về chiều và đêm. Bà con nông dân chúng ta cần thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện và phòng trừ rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, khô vàng, bảo vệ tốt năng suất lúa vụ Đông Xuân. Cuối bản tin sẽ là dự báo thời tiết của một số thắng cảnh khu điểm du lịch của tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.